Theo chỉ đạo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Dần, Chư Tăng Ni thủ đô đã tác pháp an cư tại 18 hạ trường trên địa bàn thành phố. Năm nay, khóa an cư diễn ra tập trung nên việc học tập thực hành trong 3 tháng được Chư Tôn Đức Ban trị sự thành phố cũng như các hạ trường có sự điều chỉnh so với trước. Đặc biệt là năm nay mùa an cư Phật lịch 2566 đối với toàn thể tăng ni trong cả nước, thành phố Hà Nội nói riêng đã khai một bộ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân để tri ân tới cố đại trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ vừa viên tịch, lấy công đức tu hành trong 3 tháng của toàn thể tăng ni để hồi hướng cúng dường trưởng lão hòa thượng. Là một trong những hành giả an cư đến sớm nhất, ngày hôm nay, Đại Đức Thích Nguyên Bình được trở lại mái Già Lam Bồ Đề sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh. Với vị tỳ kheo trẻ, 3 tháng an cư kết hạ năm nay đặc biệt hơn khi không chỉ có thể tiếp thêm năng lượng hành trì tu học Phật Pháp, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo lực, mà còn có dịp thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa. Thứ nhất nữa là được vinh dự nhất cái trường hạ ở Bồ Đề đây là được Hòa Thượng Trường Ban, rồi các chư tôn thượng tọa nữa. Cũng đã cho Chư Tôn Đức Tăng Ni trẻ được có cơ hội về đây để tu học. Thì đấy là một cái trách nhiệm của người con Phật. Sau nữa thì những người tu học Phật Pháp, người xuất gia tu học cũng có cơ hội được học Pháp của Phật, được hiểu biết để giúp ích cho mình trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Hạ trường Bồ Đề là một trong những cái địa bàn an cư của quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Tổng số các hành giả an cư năm nay là 132 vị đã tề tựu về chùa Bồ Đề, nơi chốn tổ để tác pháp an cư. Là đứng đầu là Hòa Thượng Đường Chủ, là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm. An cư kết hạ là truyền thống có từ thời Đức Phật, được Tổ Đức truyền thừa cho đến nay. Hạ trường là nơi để phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ của hàng ngũ xuất gia. Cho dù năm qua chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tinh thần hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội vẫn được phát huy và kế tục nhằm giữ gìn sinh hoạt tại Hạ trường Bồ Đề nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nói chung. Còn tại thành phố biển Đà Nẵng, mùa an cư cũng chính thức bắt đầu. Đối với mỗi hành giả, mùa an cư đầu tiên luôn để lại những ấn tượng thật khó quên. Chưa bao giờ được tham gia vào các sinh hoạt mang tính đặc thù của tăng đoàn, chưa bao giờ có cơ hội được gần gũi, học tập cùng với các bậc tôn túc. Bước vào mùa an cư đầu tiên là một bước ngoặt đáng nhớ trên con đường tu được mở ra. Năm nay, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, có những hành giả lần đầu tiên tham gia an cư tập trung. Cảm xúc ấy thật đặc biệt. Một ngày thật đặc biệt với Đại Đức Thích Quảng Hiển. Ngay từ sáng sớm, vị tân tỳ kheo này đã phân tập về trú xứ chùa Phổ Đà, thành phố Đà Nẵng để chuẩn bị cho nghi thức tác pháp an cư. Xuất gia tu học tại chùa Thuận Thành, quận Thanh Khê, đây là mùa an cư đầu tiên mà vị hành giả này chính thức đứng trong hàng ngũ tăng đoàn. Dù đã có thời gian tập sự an cư trước đây, tuy nhiên cảm xúc hôm nay của Đại Đức Thích Quảng Hiển vẫn thật khó tả. Đây cũng là cái lần đầu tiên con được cùng chúng an cư tập trung tại trụ sở chùa Phổ Đà và con cũng cảm thấy run và sợ và hồi hộp. Tuy nhiên, được nâng nhờ cái Chư Tôn Thiên Đức ở bên cạnh cùng chư huynh đệ là cái niềm vui, là phước duyên lớn của người tu. Đó cũng là tâm trạng chung của tất cả những tân tỳ kheo khi bước vào mùa an cư đầu tiên. Lần đầu tiên được gần gũi với các vị hành giả đi trước, được tham gia vào các sinh hoạt mang tính đặc thù của tăng đoàn đã giúp những hành giả này dần ý thức được trọng trách của một vị trưởng tử Như Lai, mở ra một bước ngoặt đáng nhớ trên bước đường tu học. Mùa an cư này là mùa an cư mà con rất là chờ đợi, vì năm nay bản thân được trở thành thành viên của tăng đoàn, trở thành một hành giả chính thức thực tập an cư kiết hạ. Thông qua mùa an cư kiết hạ đối với một tỳ kheo trẻ như chúng con thì nó có vai trò vô cùng ý nghĩa. Qua đó chúng con có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn từ quý thầy, quý ngài đi trước, giúp bản thân có thật nhiều tư lương trong đời sống tu tập.
người xuất gia sống trong giáo đoàn của Đức Phật, được tính tuổi đạo từ mùa an cư kiết hạ đầu tiên. Vì vậy, an cư kiết hạ không đơn thuần nghĩa là ở yên, thể hiện lòng từ bi của người tu, mà an cư còn có ý nghĩa quan trọng hơn, chính là củng cố tinh thần hòa hợp và lắng nghe những chia sẻ quý báu về pháp hành từ các bậc trưởng thượng, để mỗi người tự tăng trưởng đạo nghiệp trên con đường tu tập của mình. Trong mùa hạ an cư này, ban tổ chức trường hạ cũng sẽ tổ chức những cái buổi giảng luật cho chư tăng mới thọ giới, tức là các vị tăng tỳ kheo, để cho quý vị ấy am hiểu về luật tạng cũng như là bổn phận và sự tu học của một vị tỳ kheo. Đó là cái điểm nổi bật mà năm nay trường hạ của Phổ Đà sẽ đặt ra. An cư là sinh hoạt truyền thống hàng năm của chư tăng ni, giúp trau dồi tăng trưởng giới, định, tuệ. Dù là mùa an cư đầu tiên hay những mùa an cư sau nữa, tất cả hành giả luôn lấy giới luật làm nền tảng, lấy pháp tự lợi, lợi tha làm phương châm sống và hành đạo nương vào tăng đoàn để có đời sống tu tập tốt hơn. Cũng giống như Đà Nẵng, mùa an cư của chư tăng ni tỉnh Bến Tre bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 nhằm ngày 16 tháng 4 âm lịch. Năm nay, ban tổ chức các hạ trường thuộc Phật giáo tỉnh Bến Tre lấy việc tu học, tích lũy trí tuệ, công đức làm nội dung trọng tâm để chư hành giả noi theo. Trong không khí trang nghiêm, 107 chư tăng, 60 chư ni tỉnh Bến Tre đã dự lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Năm nay, toàn tỉnh Bến Tre có 4 trường hạ tập trung. Thường năm thì chỉ có hai điểm, đó là chùa Viên Minh và Bạch Vân. Nhưng năm nay thì qua một cái đợt dịch thì chúng tôi thấy rằng tạo mọi phương tiện cho chư tăng được trở về, nên theo tinh thần thông tư chúng tôi đã cho tất cả các huyện trong cánh Bình Minh, tức là huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc cùng thành phố trở về nơi chùa Vĩnh An. Riêng huyện Bình Đại thì trở về nơi trú xứ của chùa Vạn Phước, còn lại thì tập trung về nơi tỉnh hội chùa Viên Minh. Đối với các hạ trường tỉnh Bến Tre, điều quan trọng trong mùa an cư là chư hành giả giữ vững được tam vô lậu học. Để trau dồi giới luật, chư tuần đức ban Hoàng Pháp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thuyết giảng trong 3 tháng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình tu học bổ ích cũng được ban chức sự các hạ trường lên kế hoạch giảng dạy. Về hành chánh, muốn tạo mọi phương tiện để cho toàn thể chư tôn đức biết được cái sự hành chánh của Phật giáo nó như thế nào, để cùng nhau mà xây dựng cho cái văn phòng của mình được thành tựu nó tốt đẹp hơn và nó thuận lợi hơn, nên phải học một cái chương trình, đó là hành chánh Phật giáo. Tại tỉnh Bến Tre có nhiều hành giả mới tham gia lần đầu đi an cư, nhưng cũng có chư tôn đức thường trực ban trị sự các huyện thị. Mỗi hành giả một cảm xúc riêng, nhưng tựu chung đều là mong muốn được học hỏi, nghiêm trì giới luật. Cảm xúc của chúng con khi mà được nhập hạ an cư gần chư tôn túc và gần các vị thiện hữu tri thức của mình là những bạn đồng tu, thì được tắm mình trong cái giới luật của chư Phật đã giải lại, rồi chư tôn túc đã hướng dẫn mình, cho nên rất là hoan hỷ. Với tâm nguyện của người hành giả, chúng con mong mỏi rằng trong 3 tháng an cư kiết hạ, chúng con sẽ học được thật nhiều về kinh luật luận cũng như giới luật mà chư tôn hiền đức đã truyền dạy cho mình. Thời gian an cư tỉnh Bến Tre diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 9 tháng 8, nhằm ngày 16 tháng 4 đến 12 tháng 7 năm Nhâm Dần. Giới luật trang nghiêm, con người mới trang nghiêm, đó là tôn chỉ thể hiện sự quyết tâm tu học của chư hành giả an cư tỉnh Bến Tre.